Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video của mình. Vẫn là Bi đây và ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về cái chuyện là những thức ăn mà chúng ta sẽ dùng để nuôi cá con. Trước mặt các bạn là cái một cái hồ trống không. Đó, các bạn có thể thấy một cái hồ trống không. Nó chứ có những con cá con nhỏ nè. Đây là cá con Plutobat của mình. Cái bầy Plutobat mà hôm trước mình mới đem về đó. Cái bầy mà được người ta cho tôi bắt cũng gọi là tương đối thôi chứ không phải là đẹp xuất sắc hay gì đó, nhưng mà mình vẫn nuôi tại vì mình thấy khá là thích cái dòng này, cái màu khá là đẹp. Rồi ok, thì đây là bầy con của nó. Thành vì là cá mắt đỏ, cái thân người bạch tạng, cho nên là khi mà chúng ta nhìn vô á, không để ý kỹ thì cũng không thấy. Nhất là mấy anh em nuôi nền trắng, nuôi nền trắng là coi như là nó tàn hình luôn. Cho nên là khi mà nuôi Plutobat thì anh em thích sử dụng nền xanh với nền đen. Ví dụ nền xanh ở bên này chẳng hạn. Đó, thả con Plutobat vào trong nền này thì nhìn nó sẽ lên màu rất là đẹp. Đây. Đây là cái bầy ba mẹ gì của nó nè. Ribbon có, Zen Ribbon có, Swallow có. Đây, Swallow nè. Cái màu nó không được xanh cho lắm, nhưng mà mình thích nuôi cho vui vậy cho nên không sao, mình không để ý cái chuyện này nhiều. Đó, cái con ribbon này nó cũng thoái hóa rồi nè, nó ra chấm brass, các bạn thấy không? Rồi chúng ta quay lại chuyện cá con nha, để mình quay bên này cho mấy bạn dễ coi cá con chút xíu. Thôi đi ra ngoài, đi ra ngoài có nhiều cá con hơn, dễ nhìn hơn. Mấy con cá con nó màu đen đen á, mình quay cho mấy bạn dễ coi. Đợi mình xíu. Rồi, ok. Thì đây là cái hồ cá tạp của mình. Cá tạp nhưng mà cá con nó đẻ cũng khá là nhiều nè, mấy bạn thấy không? Đó. Chúng ta quay về lại trở lại vấn đề chính, đó là những thức ăn dành cho cá con. Thì đầu tiên kể đến một cái thứ thức ăn gọi là thông dụng nhất để mà anh em hay sử dụng cho cá, đó là cám. Chúng ta có nhiều loại cám, cám Thái, cám Pandora, cám Sakura, cám Tomboy, cám tùm lum. Đây là của mình là cám trộn. Cám trộn mình trộn giữa cám Thái và gì tôm sấy khô rồi men tiêu hóa này nọ âm sầm, vitamin C, tùm lum á. Thì cái loại cám mà các bạn sử dụng cho cá con ăn thì các bạn sử dụng loại cám nó nhuyễn thôi, nó nhuyễn như thế này hoặc là nó nhuyễn hơn nữa đó. Thì khi mà các bạn cho cá con ăn, các bạn lấy một ít ra để đợi mình xíu, mình lấy đồ ăn ra cho mình cho nó ăn luôn. Rồi, các bạn cho vô trong hai ngón tay vậy nè, xong rồi bóp cho nó nát ra, bóp nhuyễn ra, rải một ít ra cho cá con nè. Ở đây mình có cá lớn nữa cho nên là mình rải bao nhiêu cũng được, cá lớn nó ăn hết. Nhưng mà khi mà các bạn cho cá con ăn, các bạn rải một ít thôi, tại vì con cá con nó ăn sẽ không nhiều. Khi mà con cá con nó mới đẻ ra thì khoảng chừng là 2 ngày sau các bạn hãy cho ăn, tại vì con cá con nó đẻ ra thì các bạn để ý bên dưới cái bụng nó có một cái cục tròn nhô ra, gọi là đó là gọi là noãn, chứa những chất dinh dưỡng để khi mà cá con mới ra đời nó sẽ sử dụng cái chất dinh dưỡng đó để nuôi lớn cơ thể, để cho nó có sức gọi là vận động và bắt đầu đi kiếm ăn. Đó là một cái món quà mà con cá mẹ ban cho nó, đó để dành cho nó để nó phát triển cái bước khởi đầu. Thì sử dụng cám, các bạn sử dụng một ít cám, bóp cho nó nát ra, nhuyễn thật nhuyễn, nhỏ thật nhỏ để cho con cá con ăn. Và có một cái mẹo như thế này, khi mà các bạn bóp nát cám ra, các bạn có thể quậy 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 chút xíu, quậy 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 vậy nè, cho cám nó chìm xuống dưới đáy. Tại vì con cá con thì thường thường nó bơi dưới đáy rất là nhiều, nó nằm luôn ở dưới đáy cũng có nữa. Nó thành ra là lúc đó con cá con nó có thể thấy được thức ăn một cách dễ dàng, nó sẽ ăn cái thức ăn đó. Đó, đó là cám. Cái thức ăn thứ hai đó là Artemia. Artemia các bạn có thể sử dụng là Artemia ấp nở hoặc là Artemia thanh trùng ấp sẵn á, họ bán theo cái hũ, hoặc là Artemia sấy khô. Ở đây mình dùng Artemia sấy khô nè. Cái cách dùng Artemia sấy khô đó là các bạn sẽ bỏ vào một cái hũ nhỏ,
một cái để mình coi nha. Rồi các bạn có thể sử dụng một cái ca nhỏ như thế này nè, lấy một ít nước vô, xong rồi bỏ Artemia vô, rồi các bạn quậy 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 kỹ lên, xong hút nó, xong xịt cho cá con ăn, xịt cho cá con ăn đó. Thì như vậy nó tạo cái tiếng động cho cá con biết nè. Khi mà nước của chúng ta động thì con cá con nó sẽ chú ý đến. Và với lại khi mà các bạn quậy Artemia sấy khô như vậy, nó sẽ hòa tan ở trong nước ra, làm cho cái con Artemia nó không bị quá khô, cá con có thể ăn nhanh chóng được. Và mình làm vậy để cho Artemia sấy khô á, nó chìm ở bên dưới cái đáy để cho cá con nó dễ tìm thấy thức ăn hơn. Thì cá con theo mình để ý thấy thì nó tìm thức ăn ở dưới đáy rất là nhiều. Nó vẫn có tìm thức ăn trên mặt nước nha, nhưng mà nó tìm ở dưới đáy khá là nhiều. Đó là cách sử dụng Artemia sấy khô. Còn nếu mà anh em nào có điều kiện á, thì nên sử dụng Artemia ấp nở. Artemia ấp nở là các bạn sử dụng trứng Artemia đó, sử dụng để ấp ra cái ấu trùng con. Thì lúc đó là cái thành phần dinh dưỡng nó sẽ cao hơn, độ đạm nó sẽ cao hơn, tại vì thức ăn tươi sống lúc nào cũng tốt hơn thức ăn sấy khô mà. Đó. Rồi, đó là cái loại thức ăn thứ hai của chúng ta là Artemia. Mình khuyên là các bạn nên sử dụng Artemia ấp nở, nó sẽ tốt hơn. Và một ngày cho ăn khoảng chừng 3-4 lần. Nếu mà được các bạn cứ cách khoảng chừng 2 tiếng cho ăn một lần, cho ăn khoảng 6 lần là được. Đó, cách hay. Nhưng mà nhớ mỗi lần cho ăn một ít thôi nha. Tại vì Artemia là cái con sống trong nước mặn. Các bạn bỏ vô trong đây nè, đây là nước ngọt. Thì nó sẽ nhanh chóng chết đi, khoảng chừng là 2 tiếng sau rồi nó sẽ chết. Đó. Nếu mà các con ăn không hết á, thì nó chết, nó sẽ làm dơ nước của chúng ta, nước của chúng ta bị sình. Và cái điều này ảnh hưởng đến chất lượng nước và làm cá con chúng ta bị chết. Thứ ba, đó là lòng đỏ trứng cút, hay là lòng đỏ trứng gà, trứng vịt, hay là trứng ngỗng. Đó, tùy các bạn. Các bạn có thể sử dụng lòng đỏ trứng nào cũng được. Nhưng mà nhớ chỉ cho một lượng rất là nhỏ thôi, chút xíu vậy thôi bỏ vô. Tại vì lòng đỏ trứng các bạn biết là nó có rất là nhiều bột, mà khi mà nó vô trong nước á, nó làm cho nước của chúng ta nó rất là mau dơ. Các bạn để ý ăn trứng là thấy miệng nó rất là dơ đúng không? Thì bỏ vô trong nước cho cá ăn cũng vậy, nó rất là mau dơ. Cái lòng đỏ trứng luộc chín đó nha, chứ không phải là lòng đỏ trứng sống đâu. Đó, cái này cũng cung cấp cái dinh dưỡng khá là cao, giúp cá con nó ăn được, nói chung là phát triển cũng khá là tốt. Đó, đó là loại thức ăn thứ ba, lòng đỏ trứng. Thứ tư, đó các bạn có thể sử dụng tảo bột. Cái loại tảo bột xanh xanh đó, các bạn lên trên Shopee các tìm là tảo bột cho cá ăn. Đó, thì nó sẽ ra rất là nhiều loại sản phẩm ở trên đó. Các bạn có thể sử dụng một ít để bỏ vô cho cá ăn. Khi mà các bạn bỏ vô thì cái thấy nước nó sẽ hơi xanh xanh một chút xíu, thì không sao đâu, cá nó sẽ ăn hết nhanh thôi. Đó, thứ tư là tảo bột. Nhưng mà nhớ cũng bỏ ít thôi nha, đừng có bỏ nhiều nha. Cái gì cũng vậy, cho cá con rồi ăn là phải ít thôi. Rồi tiếp theo chúng ta tới một loại thức ăn tươi sống nữa. Mình quay xuống hồ này cho nó khác chút xíu. Thức ăn tươi sống nữa đó là bo bo. Khi mà cá khoảng chừng là một tuần tuổi, các bạn có thể cho ăn bo bo. Hoặc là nói chung là mới sinh sản ra khoảng chừng 2-3 ngày, các bạn cũng có thể cho ăn bo bo. Nhưng mà tốt nhất là hãy để một tuần rồi cho ăn bo bo. Thì ăn bo bo cá con nó sẽ rất là màu lớn, rất là mau lớn nha các bạn. Mình đã từng thử rồi, mình thử cho ăn bo bo mấy ngày, cá nó lớn hẳn so với mình cho ăn bằng cám. Tại vì con cá nó dí con bo bo, nó ăn lúc nào bụng nó cũng căng căng vậy, nó sẽ mau lớn hơn nhiều. Còn nếu mà ăn cám thì nó giống như là nó kén, nó ăn chút xong rồi xíu nữa nó ăn tiếp. Nhưng mà các bạn để ý như thế này, bo bo là cái loại thực phẩm dành cho cá, rất là dinh dưỡng, nhưng mà nó sẽ chứa nhiều cái vi khuẩn và cái chất không tốt ở trong đó, chất độc ở trong đó, cho nên các bạn phải xử lý kỹ. Để hôm nào mình sẽ làm một cái clip về xử lý bo bo cho các bạn, nó xử lý cho thật sạch rồi mới cho cá ăn. Với lại cho cá ăn thường là các bạn chỉ nên cho ăn cá cho cá ăn vào buổi sáng và buổi trưa, các bạn hạn chế cho ăn vào buổi chiều và buổi tối. Tại vì con bo bo nó cũng là một sinh vật gọi là ăn thịt. Khi mà các bạn cho cái lượng bo bo quá nhiều mà cá ăn không hết á, nếu mà các bạn cho buổi sáng, buổi trưa thì có thể tới chiều nó ăn hết. Nhưng mà các bạn cho buổi chiều và buổi tối thì con cá con của chúng ta nó ăn không hết. Và lúc mà cá con buổi tối nó nghỉ ngơi, nó sinh hoạt, mà bo bo nó bắt đầu hoạt động. Bo bo nó hoạt động một buổi tối là nhiều.
thì lúc đó con bò bo nó sẽ đi tìm con cá để ăn ngược lại. Nó sẽ ăn, nó chui vô trong phần mang cá, nó ăn từ trong mang ra đó. Thì cái điều đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến con cá của chúng ta, sẽ giết chết con cá đó. Nhiều khi là cá chúng ta chết không hiểu tại sao, đó là một phần đó. Các bạn có thể để ý cái phần đó. Rồi thứ năm là bò bo hen. Rồi thứ sáu đây là một cái loại thức ăn vô cùng dinh dưỡng, làm cho cá con mau lớn cực kỳ luôn. Nó ra trùng chỉ. Khi mà cá được 1 tuần tuổi, các bạn có thể cho khoảng chừng 1 tuần đến 10 ngày nha, các bạn có thể cho ăn trùng chỉ bên ngoài á. Khi mà các bạn mua về, các bạn dùng dao băm nhỏ ra, băm nhuyễn ra, các bạn lấy một ít nè, xong rồi để ra cái thớt, lấy cái dao cũ rồi đó, băm rồi xong đem nhuyễn cho cá ăn, rải xuống cho cá ăn. Thì cái loại thức ăn này nó cung cấp vô cùng nhiều chất dinh dưỡng, làm cho con cá nó mau, cực kỳ mau lớn và bung size, bung form rất là tốt đó. Tại vì nó chứa cái lượng protein khá là cao và cái chất dinh dưỡng nó cũng nhiều nữa, thành ra là cá chúng ta con á, nó ăn cái đó rất là mau lớn. Cá ăn khoảng chừng 15 hay khoảng chừng 20 ngày là bắt đầu thấy lên màu rồi. Ok, rất là đã. Đó là cái loại thức ăn mà dinh dưỡng nhất. Nhưng mà nó cũng giống như bo bo vậy, nó rất là dơ, cho nên các bạn phải xử lý thật là sạch sẽ, hoặc là mua ở một cái nguồn gọi là tốt và có uy tín, và họ đã xử lý sạch rồi, mình đem về xử lý thêm một lần nữa để đảm bảo, thật là đảm bảo là con cá nó sạch. Ủa anh, con trùng chỉ nó sạch. Tự nhiên em con cá nó sạch trời. Rồi, con trùng chỉ nó sạch thì cá nó mới ăn được đó. Nếu mà trùng chỉ dơ á, cá ăn vô sẽ bị sình bụng, dẫn đến chết đó. Thì trùng chỉ và bo bo là cái con dao hai lưỡi. Nếu mà chúng ta sử dụng nó đúng cách và tốt á, cá chúng ta sẽ mất rất là màu lớn. Còn nếu mà chúng ta không biết cách xử lý, cứ thả cho ăn đại như vậy, nhiều khi chúng ta xui gặp cái trường hợp trùng dơ, bo bo dơ, thì lúc đó coi như là xong phim rồi đó. Đi cả đàn cá cũng nên. Đó, thì trong video này mình đã nêu một số loại thức ăn dành cho cá con và các bạn có thể sử dụng được. Chỉ riêng bản thân mình ở đây thì mình sử dụng cám thái á, là nhiều. Sau này mình mới trộn thêm chút xíu linh ta linh tinh như vậy cho tụi nó ăn đó. Thì mình thấy sử dụng cám thì cá cũng khá là mau lớn chứ không có gì. Nếu mà các bạn cho ăn điều độ một lần, một ngày mấy lần á, và cho ăn, đừng cho ăn quá nhiều, đừng để bị dơ nước đó, kiểm soát chất lượng nước của cá cho thật là tốt, thì con cá chúng ta sẽ mau lớn. Cho nên là những cái bạn nào mà không có điều kiện toàn là cho ăn cám á, cũng đừng có sợ, tại vì ăn cám nó cũng đủ dinh dưỡng rồi. Nếu mà các bạn cho ăn luân phiên, hôm nay ăn cái này, mai ăn cái kia, hoặc sáng ăn cái này, chiều ăn cái kia đó, thì như vậy á, thì nó sẽ cung cấp nhiều loại thức ăn hơn và nó cũng đủ dinh dưỡng hơn. Giống như là con người chúng ta ăn cái loại thức ăn này rồi ăn thức ăn khác thì nó giống như đổi món vậy đó, chúng ta sẽ không bị ớn và ăn được nhiều hơn. Con cá nó cũng vậy, chúng ta đổi món thường xuyên thì con cá cũng sẽ ăn được nhiều hơn và nó sẽ mau lớn hơn. Rồi, thì đó là những cái kinh nghiệm của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Nếu mà các bạn thích video của mình, hãy nhấn like và subscribe để nhận những thông báo mới nhất từ video của mình. Cảm ơn các bạn.